Thôi chết cha. Ồ châu châu hay dữ vậy. Vừa y luôn. Vừa này ơi trời ơi. Này giống như là sắp đặt luôn hả sao? Vừa y luôn hả? Của anh chị ở bên bên nước ngoài về nước. Nước ngoài hôm bữa có gửi cho gia đình mình thùng quà bữa nay trước khi đi về nước á. Gửi tặng ba món quà ý nghĩa. Này cái này là hình như là chữ phước hả anh? À, hình như là chữ phước mà chữ giống như là chúc cho ba lúc nào ba đeo vô á cũng có phước thật nhiều, có nhiều sức khỏe. Mẹ mẹ nhìn bình an đẹp quá mẹ. Ba ba bây giờ hết biết nói câu nào luôn rồi. Ba thấy sao ba? Rồi gãi gãi. Đeo đeo lên cái thấy nó không độ. Không độ trẻ rồi hả? Này cảm ơn sáng suốt. Dạ. Cảm ơn cô đã có cũng chiếu cố, có cũng cập định với gia đình. Cũng nhận món quà này cũng cảm ơn. Đúng rồi, ở nhà là ba làm dễ rồi, ba pha kiều kiều ba. Của ba làm như bự. Đó đó. Đó. Đó cũng vậy à. Sao vậy? Đâu đâu ai sát luôn rồi. Không chứ cô của ba vợ lấy thử mà. Nào giờ không ba vợ ba già đéo. À quá. Mẹ con. Mẹ mẹ lá này đeo vàng xè xè. Dạ. Bác, bác gái, bác gái đeo vô luôn rồi bác. Đó, trời ai cũng thế ba đi rồi lên ảnh. Ồ chiếc này nó bự hơn chiếc này. Chiếc này chiếc này. Ba để ba. Ba. Ba ba. Giấu luôn. Anh Dung chị Dung đưa tay kế bên kỳ. Đâu mà để sáng rồi ba sắp đưa vô. Mà tại sao cái này thôi. Chiếc này làm như nó động hơn nè. Tôi chị đổi chị. Lấy gì này để anh xè tay rồi thẳng luôn. Ừ, để tay. Giờ ba chứ nhận giờ không lẽ này thay gì. Xè tay ra sẵn luôn hả? Dạ, ba sẵn. Em xin phép em mửa à. Gì vậy? Này không phải nhờ. Ủa gì hết? Trời ơi. Trời ơi cái gì bự như vậy? Này một lùi luôn. Trời ơi cái này một cục luôn nội ơi. Trời ơi ông nội quá trời ơi. Này một lùi luôn mẹ ơi. Ủa trời ơi. Ủa sao lạ vậy? Mẹ nói ủa sao ba chứng nhận sao cộng dây chuyền? Ba chứng nhận sao đây cộng dây chuyền? Trời ơi. Dạ này tăng. Đây là Khánh hả? Không coi phải không? Coi chừng, coi chừng lộn của mẹ đó. Có nào lộn quá chị không trời? Này thôi giờ mẹ trước cũng mở ra coi coi là cái gì đâu mẹ. Dạ mẹ gỡ ra rồi mẹ tặng cho ba coi cái hộp. Wow. Dạ. Trời chiếc nhẫn bự quá trời. Nhẫn bự quá trời. Quá trời trời chiếc nhẫn đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ mẹ phát biểu cảm nghĩ sao mẹ thấy mẹ mừng quá chứ sao trời. Ông mà nói vậy ông đâu có vàng đeo đâu vàng bà, vàng đeo ba xè tay ba xè tay. Nhìn dụng cũng có mà cũng chưa dám sắm nữ trang gì để đeo. Dạ. Thôi đẹp quá à. Dạ mẹ đeo cho ba luôn đi. Này có tôi hả? Thôi chết cha. Ồ trời ơi hay dữ vậy. Vừa y luôn. Vừa này ơi trời ơi. Này giống như là sắp đặt luôn hả sao? Vừa y luôn hả? Của anh chị ở bên bên nước ngoài về nước. Nước ngoài hôm bữa có gửi cho gia đình mình thùng quà bữa nay trước khi đi về nước á. Gửi tặng ba món quà ý nghĩa. Mày. Cái này là hình như là chữ phước hả anh? À, hình như là chữ phước mà chữ giống như đây. Mà chúc cho ba lúc nào ba đeo vô á cũng có phước thật nhiều, có nhiều sức khỏe. Mẹ mẹ nhìn. Bình an. Đẹp quá mẹ. Rồi, ba bây giờ hết biết nói câu nào luôn rồi. Ba thấy sao ba? Rồi gãi gãi. Đeo lên cái thấy nó không độ. Không độ liền. Trẻ rồi hả? Này cảm ơn sáng suốt. Dạ cảm ơn cô đã có cũng chiếu cố, có cũng cập định với gia đình, cũng nhận món quà này cũng cảm ơn. Dạ này ba đeo luôn nha ba, đeo luôn là lấy phước lấy lộc rồi. Mà lâu lâu đi công chuyện thì đeo chứ nhà ruộng gãy sình đất. Dạ. lúc làm ruộng cất thì lúc bây giờ lúc nào làm đi về vợ ông lộc ra cất để đi đâu đeo.
cắt cắt coi chừng ba để quên quên. Dạ thôi bây giờ thôi tôi cũng cảm ơn cô chú ở nước ngoài và cũng thương gia đình của Khánh Nguyễn với Phong Nguyễn và gia đình. Dạ thương mà cho vậy tôi cũng thành thật cảm ơn cô chú. Dạ cũng cầu chúc cho cô chú cũng được nhiều sức khỏe, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi, làm cái gì được cái nấy. À rồi, con cảm ơn. Nếu mà đeo này hoài, đeo này hoài cũng được, mà đeo này hoài ở không không có làm. Sao mà đeo được, còn gặp mình đau đầu thôi, lột cất đi ông ơi, để dành đi. Không, không bao giờ đeo chứ, mà chị nào mà ra làm rẫy bốc đất sình thì mới mau gỡ ra thôi chứ. Không giờ không làm nữa, đeo luôn, không làm nữa. Đâu mà vừa ghê, giờ ba đeo vừa, chiếu mùa chiếu luôn rồi. Mùa đại chứ không có... Chắc chị, anh chị không biết, anh chị có biết cái ni không mà sao mà... Dạ. Đeo đây nè, hôm qua có bắt dừa luôn. Ghê vậy. Này là dừa luôn, phải ba có đâu có khuyết gì đâu không ba. Dừa dừa. Này cái tay ba cũng tay ốm, cái xương không ba có bác cái xương nó vô đã ôm vô xương. Còn tay Khánh út nút mà. Tay Phong cũng thịt không. Có tay ốm quá. Giờ bây giờ còn gì nữa vậy? Biết tôi học cũng còn nhiều lắm. Bơm mới có quà chứ mập làm gì có quà. Giờ mời mời bà ngoại tí ra đi. Để mời bà ngoại. À trong đây là có quà của bác trai nữa, mời bà ngoại ra luôn đi. Mời bà ngoại ra ngoài đây ngồi. Ba ngồi đó nha ba. Ba ngồi ở đây luôn. Rồi bây giờ là ba mời bác gái. Đây bác ơi. Này cũng có anh chị ở bên nước ngoài á chơi hôm nay mấy ngày ở Việt Nam. Cũng về nước rồi có tặng cho ba món quà nữa. Hồi nãy mẹ tính chở ba qua để tạo sự bất ngờ với cho ba ở đây á, sẵn gắn kết tình cảm xu gia nữa. Nhưng mà ba bữa nay có khách hàng có người đem đồ xuống để đục á, rồi sẵn là xương xương rồi ba Phong cũng xỉn rồi. Bây giờ thì có mẹ ở đây á thì mẹ cũng đại diện nhận cái món quà của ba. Rồi thôi giờ mời ra ngoài bác gái, bàn bác gái ra ngoài bàn ngoài ngồi luôn. Dạ. Bác ơi ra ngoài. Thôi dì ba. Dạ. Qua ngồi dì ba nghỉ bà. Nghỉ chút xíu luôn dì ba ơi. Dạ. ra chung vui đi nhà luôn dì ba, qua nghỉ mệt. Dìu dì ba ra đi em, đi đi chiều dì ba qua bển luôn em ơi. Ủa Phong đâu rồi? Phong mời mẹ qua bác qua rồi Phong đi đâu rồi? Bây giờ vợ Khánh tịch thu vũ khí của dì ba, cái là dì ba qua. Đi dì ba, qua dì ba, qua ngồi dì ba. Con. Đi dì ba. Dì ba để xuống đi. Dạ để nó đi dì ba để đó. Đi vô ba, qua vô ba. Rồi bây giờ là tới món quà của bác trai. Phong lấy ra coi món quà gì đây Phong ơi. Đây. Tiệm vàng. Đây là tặng cho ba vợ. Đúng không? Anh chị là rất là chu đáo. Tại vì là biết là tình cảm của hai bên gia đình là gắn kết. Hai bên có chuyện gì làm việc gì không có sẻ cũng nhả qua nhả lời giúp á. Thì thấy được cái tình cảm yêu thương gắn kết của gia đình đó thì anh chị á xin được dấu tên thì có cái món quà dành cho ba mẹ Phong ở đây, nhất là ba Phong, và sau đó thì cũng có ba vợ đang có hết luôn, nữ nam gì có đầy đủ hết, nhưng mà nữ là giấu rồi để quay clip mới tại vì em cái này giờ nam cái này. Dạ rồi thôi giờ thì đây là cái món quà của ba vợ Phong. Dạ. Thì mẹ Phong sẽ đại diện, mẹ vợ Phong sẽ đại diện nhận gửi ra coi là gì. Dạ chị nhận không? Ủa mẹ ra đại diện nhận của cha, cảm ơn anh chị bên nước ngoài. Vậy này là anh chị của tụi con cô chú bên nước ngoài cũng cảm ơn. Dạ. Rất là nhiều. Dạ coi bác gỡ ra coi có gì đặc biệt trọng không bác. À cũng bằng chiếc của ba luôn. Ba ơi ba bắt đeo luôn hả? Con này cố bao quá. Ba vợ á mà. Chị đeo luôn này như phần chị chị đeo luôn đi. Cũng thay thế ông xã cũng cảm ơn anh. Chúc cô chú bạn cũng dồi dào sức khỏe mà ăn phát tài. Dạ. Trời. Dạ. Trời không bây giờ Phong móc gì đâu không? Tại bữa nay là dì ba lên chơi. À. Thì anh chị là cũng giống như bất ngờ dì quá. Ba cũng mừng nữa. Thì sẵn này có dì ba thì hôm bữa giờ cũng lên dì ba cũng mừng nữa. Cũng mừng giúp cho gia đình với dạ. Em cũng mừng. Lên chung vui cùng với gia đình cũng rất là nhiều lần rồi thì thấy dì ba cũng ngồi ở đây thì con cháu thì ai làm ăn được hoặc là có chút đỉnh tiền á
thì cũng gửi cho dì ba, dì ba tại kéo cá tại Phong tháng này nói chung lãnh lương cũng đỡ, còn anh Khánh rồi lì xì dì ba, nhưng mà Phong nói thôi để view cũng có mà lì xì gì cho Phong chích ra ít tiền để gửi dì ba cho dì ba vui, tại dì ba lên là phụ quấy thuốc rồi chặt hái rồi trên trên đó, anh gửi cho tặng dì ba, gửi dì ba hoài dạ. Tụi con làm có tiền mới có gửi cho dì ba chứ. Cảm ơn con nha. Dạ. Thì ba sống vui vui vẻ với con cháu với mẹ con với con mẹ con vui lâu lâu lần chơi. Thì ba hôm nay đi xe đập điện á, cũng đi đừng chạy tập tập cho nó quen đúng không? Dạ. Chạy la chạy về đập điện á. Nhà nó cũng buồn nữa, giờ thôi chạy đây sẵn lấy thuốc rồi lên thôi ấy luôn. Dạ. Dạ. Rồi thôi có gì dì ba lấy sử dụng tiền này mua sữa hay gì rồi dì ba dưỡng ba uống bồi bổ. Dạ. Ba bị tiểu đường. Dạ. Cảm ơn tụi con nha. Dạ. Rồi con Trang sách gì mà thấy gì rung rung nữa vậy Trang? Còn còn gì trong trọng nữa lấy ra luôn đi coi còn gì. Còn gì nè. Còn nữa. Còn nữa. Cái này là chắc của anh Khánh rồi. Hả? Không. Hả? Trong trọng có mấy còn gì nữa không? Còn hai người. À, còn hai người coi ai chọn. Hai người, lấy ra giúp đi. Anh Khánh với anh Phong. Còn hai họ. À vậy em lấy cái của Phong ra đi rồi có gì cái của anh để chút xíu anh chú anh vô buồn, anh vô buồn anh lấy ra mình chứ thấy hồi hộp quá. Rồi cái nào của anh đi lấy đưa cho anh. Tôi vui chưa bận quần dài luôn. Thì... Rồi. Ê, nó quay dưới. Quay luôn. Thôi rồi. Rồi cái nào cái này anh Khánh là đưa cho chị Tương. À, rồi cái này rồi em lấy cái đó ra để cho Phong đi. À, nè em này là vợ Khánh. Có gì đâu mày gì vậy gì vậy gì vậy gì mà quâu quâu vậy rồi rồi cũng chứng nhận luôn vậy rồi đưa tay luôn bóng đưa tay luôn kìa. Rồi. Đi nhà được cái ngón tay cha này nó ấy rồi. Hả? Này nè, ừ đúng rồi đó. Đó, đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi, vừa y luôn vậy. Sao chị đi? Chiếc này nhỏ hơn hai chiếc kia. Ba hỏi nói nè, con đeo con của ba hay sao? Con này là đeo để giữ tiền nè. Dạ. Đeo luôn đi. Đúng rồi, đeo luôn á. Phong bây giờ đeo để đi quay. Lựa nghe chốc luôn nghe vừa y luôn rồi. Chiếc này sao thấy nó hình như nó bự quá vậy ta? Bự hơn. Bự chập bá luôn. Có vợ già của anh rồi nó bự không kìa. Không biết chắc càng lên càng bự hay sao. Chị tư móc rồi kìa. Em thấy làm sao? Rất là mừng luôn á. Rất là phúc. Tại vì anh chị ở phương xa mà đã dành cái tình cảm cho gia đình, ba mẹ, ngay cả ba mẹ vợ thì rất là nhiều. Thì Phong cũng không biết lời nào để cảm ơn và để bày tỏ hết được. Thì chỉ cầu chúc cho chị với anh, gia đình anh chị thì có nhiều sức khỏe, bình an, luôn thành công trong công việc. Thì có thể là giúp cho nhiều bà con cô bác khó khăn bên kênh của Phong Nguyễn và Khánh Nguyễn nữa và nhiều kênh khác nữa. Rồi giờ mừng quá hết biết nói luôn. Trang thấy sao? Em cũng cảm ơn anh chị đã gửi quà gì cho gia đình luôn. Chúc anh chị già sức khỏe là mang phát tài. Thấy tối tối Trang ngủ Trang cầm ngón tay không à? Tại đó giờ có nào đeo nhẫn đâu, bây giờ thấy đeo nhẫn cầm ngón tay. Em đi quay em đeo được. Ờ đi quay đeo được đúng rồi. Ở nhà là ba làm dễ rồi ba kiều kiều với ba. Đâu lấy sát vô kìa. Không chiếc của ba vợ lấy thử mà. Nào giờ không có vàng, ba vàng đeo. À quá. Mẹ lá này đeo vàng xè xè. Dạ. Bác gái đeo vô luôn rồi bác. Rồi ai cũng thế ba đi rồi lên ảnh. Ủa chiếc này nó bự hơn chứ. Rồi chiếc này ba để ba. Giấu luôn. Giấu. Chung chị vui đưa tay kế bên kỳ. Đâu ba để sáng rồi ba sắp đưa cho. Mà tại nó làm cái này đây. Trời ơi. Lúc nào này đậm hơn. Ủa chiếc này làm như cái đậm hơn nè. Tư chị đổi chị. Không chiếc này nó bự hơn cái gì nè. Làm dơm hơn. Thôi chiếc này làm.
phụ nữ keo chị ơi. Rồi còn còn cái nữa để đây cho. Rồi để Phong cầm máy. Này là gì em? Con này là gì? Này này để anh xè tay ra thẳng luôn. Nãy giờ ba chứng nhận giờ không lẽ này là gì? Xè tay ra sẵn luôn hả? Ba sẵn. Em xin phép em mở à. Gì vậy? Này không phải nhận nữa. Trời ơi. Trời ơi cái gì bự dữ vậy? Này một lùi luôn. Trời ơi cái này một cục luôn nội ơi. Trời ơi ông nội quá trời ơi. Này một lùi luôn mẹ ơi. Ủa trời ơi. Ủa sao lạ vậy? Mẹ nói ủa sao ba chứng nhận sao cộng dây chuyền? Ba chứng nhận sao đây cộng dây chuyền? Dạ này này tăng đây là khách phải không? Coi phải không? Coi chừng lộn của mẹ đó. Có nào lộn quá chị không trời? Này Khánh. Này đúng rồi, này đúng rồi. Ba Khánh đúng rồi. Rồi, này đúng. Ba Khánh là ba nè. À, ba Khánh là ba nè. Ba. Ba qua. Đâu qua. Không này ba Khánh là anh đó. Ba Khánh. Ba Khánh anh là Khánh và ba là ba của anh. Này rối. Này rối quá. Ba Khánh là Khánh. Sao ba? Ủa vậy hả? Tại vì chắc chị chắc chị thường thường chỉ gọi giống như gọi kiểu ba của mẹ. Ủa này ba Phong. Đúng rồi vậy này ba Phong. Vậy là đúng rồi. Này nè, ba vợ nè. À vậy đúng rồi. Nè ba vợ. Sao cái miếng vé nào cũng ba giá vậy? Trời ơi ông nội ơi. Ok vậy? Vậy. À. Rồi ghi ba không vậy? Rồi. Ba Khánh. Vậy bây giờ đúng không đó? Đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ làm sao? Xích qua đây để cho nó sáng. Bây giờ còn cộng dây màu đen rồi đeo cộng này vô không được đâu. Cộng này phải em đeo mới đúng á. Sao giờ phải khum xuống hả? Phải. Vợ lùn quá mà. Đeo phải khum xuống vậy luôn bà cô bác ơi. Con vợ lùn quá thì phải vậy thôi. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Khánh lấy cái mặt ấy làm. À, bây giờ không biết rồi nãy chùi tay rồi sẵn hết bây giờ không có chùi tay giờ đeo lên cổ rồi vui quá ông bà cô bác ơi vui chị cho bận vui bự vậy vui vui quá anh chị ơi đó giờ lần đầu tiên mà đeo cộng dây chuyền bằng vàng luôn á đó mồ hôi hột luôn trời ơi mồ hôi quá trời em thấy sao đâu có em tưởng này của em tính đeo rồi thấy tiền ba Khánh là phải thôi thả lại dạ giờ em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều đã tặng quà cho gia đình dạ giờ em cũng chúc anh chị luôn luôn là thành đạt giúp đỡ ông những hoàn cảnh khó khăn và em cảm ơn rất là nhiều luôn. Vậy chắc anh chị thấy chắc anh đeo cái cọng dây này chắc cái cọng dây này chắc anh chị tặng cái cọng dây vàng quá. Thôi bây giờ Khánh để vô con góc à. Không để dài vậy. Mày thổi, chắc thổi á. Thôi nhà ở nhà dòng khi giỡn cho nó vui cô bác anh chị. Thì thật sự là những cái món quà ở đây á, món quà nào cũng lớn hết trơn á. Từ cái tình cảm với mà cái giá trị rất là lớn dành cho gia đình. Thì thôi thì anh Khánh cũng là người đã tiếp nhận bốn cái món quà ở đây và bên cạnh đó những cái món quà của những chị em phụ nữ và trong gia đình hết. Thì anh cũng có ít lời để gửi cho anh chị ở phương xa nha. Thì lúc đầu á thực sự thì lúc mà anh chị về á gửi quà về rồi ở nhà cũng có khui quà ra nữa. Thật sự ở nhà rất là cảm động luôn, rất là vui luôn. Vậy trong thời gian thì anh chị chơi ở đây thì cũng có sinh hoạt rồi đó thì Khánh ở nhà là cũng thật sự thì cũng không có ghi hình nhiều. Giờ trước khi mà anh chị về cũng gửi một quần quà lúc đó trao cho Khánh để gửi cho gia đình. Thật sự thì cái cảm xúc lúc đó Khánh rất là cảm động luôn. Bây giờ không biết nói gì hơn, Khánh giờ cũng thay mặt gia đình cảm ơn anh chị rất là nhiều đã luôn thương yêu Khánh, Phong và toàn thể những thành viên trong gia đình luôn. Giờ chúc anh chị là luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và làm ăn là luôn thuận lợi để có kinh phí để giúp cho bà con của mình. Rồi Khánh biết nói như vậy thôi cảm ơn anh chị, cảm ơn bà con của bác rất là nhiều luôn nha. Rồi sao đây rồi vô vị trí chụp một tấm hình kỷ niệm đẹp của gia đình. Hôm nay là từ cảm xúc này tới cảm xúc kia rất là hạnh phúc của ba anh chị à. Đây sao vợ Phong sao tấm hình nhấp nhô dữ vậy, không có đều vợ Phong đứng ở trên cao quá đứng còn kế bên mẹ kìa. Ừ, khác lên
Thấy không? Thấy tàu rất vui luôn. Đó, chắc là đẹp luôn. Bữa nay có cộng này chói quá, chắc đi về. Tối đi về chắc chiếu người ta thấy. Thế mà áo khoác. Giờ mẹ cảm nhận như thế nào mà? Mẹ mừng, mẹ vui mừng quá. Tặng cho ba với lại tụi con đó, với anh xui và anh, mẹ cũng mừng. Cũng thành thật cảm ơn cô chú và anh luôn. Và cũng cầu chúc cho cô chú lúc nào cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe bình yên, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi. Đó, dồi dào sức khỏe bình yên ha. Rồi cảm ơn cô chú nhiều. Ba mỉm mỉm hoài vậy ba. Bà xã tôi nói những lời rồi tôi nói giống như bà xã nói. Ba hôn kiểu này vậy là mình cũng phải hôn chứ giờ sao giờ anh kế bên gì ba anh mới hôn hôn gì ba hôm vậy trước. Anh vậy anh hôn gì ba giờ hôn vợ nữa đúng rồi gì ba trước gì ba rồi bên kia nữa bên kia nữa rồi, em rồi, mẹ cha, em mẹ cha, mẹ, mẹ đi giờ ba khui rồi phải hôn bây giờ mà chơi với ông xui nắm tay cái con tưởng là gì ba con tưởng là gì nói là ông xui và tôi hôn nhau rồi lại cũng hơi chân thành cảm ơn nghiêm túc cũng nãy giờ cũng nói đùa tất cả cũng hạnh phúc gia đình. Cái niềm vui là quý nhất. Bởi nay cơ chỉ tôi không bà xã tôi là hành động là thước đo lòng người, không nói gì hết. Trăm là nói dạng là nói không bằng một cơ chỉ hành động mình thực tế gì vui vẻ. Còn những gì đùa đùa qua lợi thì những đứa đó là mình tạo cho cái niềm đấy, vui cho niềm cho sự sống cho vui phấn khởi như thế nào. Ba hình như là cũng 20 năm nay cũng mới thấy ba thấy hùng hồn mãi. Có phải không ba đó không phải không hạnh phúc quá tên gắn qua hôn mẹ đi cho mẹ vui qua hôn mẹ hôn mẹ là chứ không hôn ba nhộn cho mẹ bên đây nữa bên đây nữa mẹ cũng cảm ơn con rồi trời ơi khóc luôn rồi chỉ khóc luôn rồi kìa trời ơi đừng nói là ở đây mà nhớ quê nha đây không cái cho hết khóc nè khóc luôn rồi kìa nhớ về quê rồi nhớ về quê rồi thôi khóc luôn rồi giờ khóc luôn trời nó thấy cũng vui nữa sao khóc giờ khóc luôn rồi nhớ bà ngoại hả không cảm động quá ở nhà ba hùng mẹ hùng ba đây cảm động thôi cảm động không thì nó thấy chị vui thấy vậy em chưa hùng trái nữa không đi con cuốn ngoại nhớ ngoại ngoại thấy tuổi dạ rồi chứ thôi chàng khóc luôn rồi kìa chàng khóc luôn rồi rồi mới dở với em ra dở với em ra đây ba hùng đi anh thoải mái cho em hùng cái đi trời chàng khóc luôn rồi kìa sao mẹ khóc vậy mẹ để có gì về nhà ba hung để ba hung mẹ cho mẹ hết khóc dạ ba nãy con hung gì ba giòn nha chị ba thấy bà ngoại nhớ lại chứ tuổi rồi trang bây giờ thật sự thì lấy biết bao nhiêu nước mắt này là nước mắt vui niềm vui và nước mắt hạnh phúc không bà cô bác ơi vui quá mà chảy ra nước mắt quá hùng hùng cháy nha hùng cháy nha mà trên đấy là nhầm khi tôi nói tôi có rượu hay cái gì đó ấy thì còn quý vị không có rượu mà sao cảnh mắt rồi có à, đừng khóc nha hôm nay mừng hôm nay mừng không ạ hôm nay nguyên gia đình không có ai xúc động hết trơn á tại vì gia đình nói chung á là những cái phút mà giây á nhầm khi trò chuyện có những cái niềm vui và bên cạnh cũng có những cái áp lực cuộc sống cũng nỗi buồn nữa nhưng mà lúc nào làm xong xuôi công việc hoặc là gắn kết rồi ngồi lại với nhau thì lúc nào cũng động viên quan tâm nhau nhất là anh Khánh thì ở nhà ai cũng thương anh Khánh dữ lắm tại vì ảnh là từ lúc nhỏ thì có mấy tháng rồi ảnh cũng bị sốt bại liệt rồi bị cái chân như vậy á ở nhà ai cũng thương rồi quan tâm giống như mà ai có chuyện gì cũng là một cái nỗi buồn trong gia đình rất là lớn nhưng mà nguyên gia đình ai là cũng nhận được những cái món quà đầy sự yêu thương của những mạnh thường quân nhất là anh chị ở phương xa dành cho gia đình của Phong thì Phong cũng nói chung cũng bữa nay cảm xúc nhiều quá con không biết nói gì hết trơn hết thì cũng cầu mong cho tất cả những mạnh thường quân rồi cô bác và cầu mong cho gia đình của Phong lúc nào cũng có thật nhiều bình an thì trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe
như vậy là thật sự là gia đình là rất là mừng, rất là hạnh phúc rồi, chứ cũng không có cầu mong gì hơn nữa. Thì cầu mong cho mấy anh em lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, quan tâm đến ba mẹ. Tại vì Phong với anh Khánh như trong gia đình mấy anh em cũng khuyên ba mẹ cũng giảm làm bớt. Tại vì cuộc sống mà thấy ba mẹ mình có sức khỏe rồi cũng mừng rồi, một mai mà lỡ mà có chuyện gì đi nữa, hoặc là bị bệnh, hoặc là không còn sức khỏe như những cái ngày bình thường á, mình cũng lo lắng lắm. Thì con cái ai cũng vậy thôi. Thì bây giờ thì Phong với anh Khánh cũng cố gắng hết sức để làm tốt cái công việc của mình, để giúp cho những bà con và những hoàn cảnh khó khăn. Thì bên cạnh đó thì cũng muốn gia đình mình cũng được ổn định và có sức khỏe, như vậy là rất là quý, rất là mừng luôn. Thì bây giờ thì để anh Khánh nói chuyện tiếp nha. Rồi giờ hết à, giờ vui nè, này vui mà vui, này là vui mà đổ nước mắt, vui mà đổ hùng hùng nữa trấn áp luôn, đè đè hùng. Rồi giờ xuống giặt đồ tiếp. Dạ, xuống giặt đồ. Rồi đó đi chơi hửi hửi đã chơi hửi hửi không giờ tới chị tới kìa. Rồi hùng chưa? Rồi hùng rồi, nãy hùng rồi. Không bây giờ nãy để em qua em hùng ba cái nha. Ba hổm hùng rồi, ba đẩy ra, ba đẩy thôi thôi đè đè tay đã. Thôi được rồi, người khác không mới được cho bạn. Rồi thôi giờ nãy giờ ở nhà thật sự thì rất là cảm xúc còn nhiều, rất là vui. Không bây giờ Khánh chắc cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn mà cô bác ơi. Thôi bây giờ cả nhà mình chào khán giả luôn, chào mời cô bác luôn nha. Chào. Rồi thôi gia đình Khánh Phong khép chương trình ở đây. Chúc cô bác anh chị là một cái buổi tối thì luôn bình an, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều thành công cuộc sống nha. Rồi chào bà cô bác luôn. Rồi chào bà cô bác.